Chào mừng các bạn đến học tiếng Thái miễn phí mỗi ngày. Hôm nay ta sẽ làm quen với 32 nguyên âm. Thì phần trước mình đã hướng dẫn các bạn 44 phụ âm. Và bài tiếp theo hôm nay là 32 nguyên âm. Và bây giờ ta bắt đầu học. I U U U U E E E E O O O O U U I I ưa ưa ờ ơ âm ai ai ao rứ rư lứ lư. Và bây giờ mình sẽ đọc lại một lần nữa. Trước khi đọc mình sẽ nhắc các bạn những cái gạch gạch đằng trước cái từ này là sẽ một cái có một cái âm để ta ghép. Thì đến khi nào đến cái phần ghép chữ thì mình sẽ hướng dẫn sau. Đây cái bài này là cái nguyên âm. Thì các cái nguyên âm thì ta có thể ghép các từ lại. Đây những cái từ gạch đây đều là những cái từ để ta ghép vào cái chỗ phần gạch này. Rồi bây giờ mình sẽ đọc. A I I ư ư u u e e e e o ô ọ ọ ủa ua ỉa ỉa ưa ưa ờ ơ âm ai ai au rứ rư lứ lư. Và 32 nguyên âm hôm nay ta học đến đây thì các bạn cứ đọc theo mình cho thuộc, và đến khi nào đến cái phần ghép chữ thì mình sẽ thông báo với các bạn. Để tiếp theo thì ta học về cái phần gần như là các cái dấu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.